Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin bắt đầu một tuần mới với tâm trạng hoàn toàn khác so với tháng 6, kéo theo mức thấp nhất trong một tháng. Hành động giá đã trở nên tồi tệ hơn sau khi nhiều lần thách thức mức kháng cự 70.000 đô. Nhà phân tích Jali đã kêu gọi các nhà đầu tư cần kiên nhẫn. Hành động giá đi ngang nói chung không phải là điều xấu. Chuyện này sẽ được giải quyết giống như những lần khác. Các nguyên tắc cơ bản của mạng Bitcoin tiếp tục ghi nhận mức tăng khi các công ty khai thác phải đối mặt với một thời kỳ biến động kinh tế mới. Các ước tính hiện tại từ BTC.com dự đoán độ khai thác sẽ giảm khoảng 1,3% trong lần điều chỉnh tự động tiếp theo vào ngày 20 tháng 6. Giai đoạn đầu hàng hiện đang được tiến hành đối với hash rate với đường trung bình động 30 ngày dưới mức tương đương 60 ngày của nó. Điều này như được thể hiện bằng số liệu hash rate Ribbon, biểu thị giai đoạn giá Bitcoin trước đột phá. Bên cạnh đó, cá voi Bitcoin đã liên tục mua trong những tuần gần đây với sự tích lũy bền vững, bỏ qua những thay đổi về giá ngắn hạn. Điều này cho thấy các nhà giao dịch khối lượng lớn kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tăng trở lại, mang lại lợi nhuận dễ dàng trong những tuần tới. Trong khi đó, các ví có khối lượng nhỏ hơn đang trải qua thời kỳ phục hồi. Dữ liệu mới nhất từ Sentiment cho thấy số ví có 10 Bitcoin trở lên hiện ở mức 16,16 triệu, nhiều nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Điều này phản ánh 82% nguồn cung Bitcoin. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó, bao gồm cả việc giá trị thị trường của Bitcoin tăng 226%. Sentiment tiếp tục đề cập sự sụt giảm của sàn giao dịch FTX vào cuối năm 2022. Điều này đã gây ra sự đầu hàng của thị trường gấu Bitcoin và sự tăng trở lại sau đó vào đầu năm 2023. Nhiều người tin rằng FTX đã thành công trong việc ngăn chặn giá tiền điện tử vào nửa cuối năm 2022. Nhưng kể từ khi sàn giao dịch sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, đã có một mối tương quan không thể phủ nhận giữa việc nắm giữ hơn 10 Bitcoin trong ví và giá trị thị trường tổng thể của đồng xu. Ngay trước khi ETF được phê duyệt, chủ sở hữu đã bán Bitcoin của họ. Tuy nhiên, trong hộp màu xanh lá cây, những người nắm giữ ngắn hạn được tích lũy trong giai đoạn hợp nhất đã chuyển sang những người nắm giữ dài hạn từ 3 đến 6 tháng. Họ liên tục tích lũy mà không bán, vì hầu hết số cổ phần này thuộc về cá voi, nên đây có thể đóng một vai trò là chỉ báo hỗ trợ mạnh mẽ. Các ví nắm giữ Bitcoin ngắn hạn, những người nắm giữ một lượng Bitcoin nhất định trong tối đa 155 ngày, đại diện cho một đường xuống hỗ trợ quan trọng trong thị trường tăng giá hiện tại. Cơ sở chi phí tổng hợp của họ hiện chỉ ở mức trên 62.000 đô, cho thấy nhóm này vẫn đang có lãi. Thông tin tiếp theo, Binance đã triển khai chương trình phân phối token zkSync để giải quyết những mối lo ngại đang diễn ra của cộng đồng. Được lên lịch từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7, sáng kiến này nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng từ các đợt phân phối trước đó. Nó sẽ airdrop 10 triệu 500 token zk, có khả năng mang lại lợi ích cho 52.500 người dùng. Đợt airdrop yêu cầu người tham gia phải thực hiện ít nhất 50 giao dịch trên mạng zkSync Era, bắt nguồn từ địa chỉ của họ, trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Ngoài ra, các giao dịch này phải trả đều trong 7 tháng riêng biệt trong khoảng thời gian này, không bao gồm các giao dịch tự chuyển khoản. Để nhận token, người dùng phải gửi tối thiểu 0,02 Ethereum từ địa chỉ zkSync Era đã được phê duyệt vào Binance. Việc airdrop sẽ diễn ra trên cơ sở ai đến trước sẽ nhận được trước, cấp 200 token ZK cho mỗi yêu cầu ID người dùng Binance thành công. Các nền tảng quan trọng trong kỷ nguyên zkSync, chẳng hạn như Element, thị trường NFT lớn nhất, đã công khai chỉ trích việc họ bị loại khỏi các lợi ích airdrop. Element vốn chiếm gần 70% tổng khối lượng giao dịch của nền tảng cho đến ngày 12 tháng 6, đã bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội. Tương tự, những người đóng góp lớn khác như ZKAP và DMail bày tỏ sự hoài nghi về việc họ bị loại trừ mặc dù mức độ tương tác và hoạt động giao dịch của người dùng rất cao. Để đối phó với phản ứng dữ dội này, chiến lược phân phối token sửa đổi của Binance nhằm mục đích thiết lập lại niềm tin và sự ổn định trong hệ sinh thái. Hơn nữa, Binance sẽ niêm yết token ZK vào ngày 17 tháng 6. Và thông tin cuối cùng, Thongcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 8,3 đô la trước khi điều chỉnh về mức 7,8 đô ở thời điểm hiện tại. Sự tham gia gần đây của Tether vào hệ sinh thái của Thongcoin đã giúp ích đáng kể cho mạng lưới. Kể từ khi Tether ra mắt trực tiếp trên mạng Thon vào tháng 4, nguồn cung USDT lưu hành đã tăng vọt. Nó đã tăng lên 580 triệu đô, phản ánh mức tăng trưởng khổng lồ 76% chỉ trong một tháng. Bước nhảy vọt ấn tượng này của USDT đã đưa Thongcoin đi đầu trong việc áp dụng stablecoin, củng cố vị thế là mạng lưới lưu thông USDT lần thứ 6. Hơn nữa, bản thân mạng Thongcoin đã trải qua sự bùng nổ về hoạt động của người dùng. Số người dùng hoạt động hàng ngày đã tăng vọt 300% trong cùng thời gian này, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 632.000. Sự hiện diện của một stablecoin gắn trực tiếp với đồng đô la Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và áp dụng mạng blockchain. Với việc bổ sung các công cụ dành cho nhà phát triển, thậm chí còn mạnh mẽ hơn và phát triển các giải pháp lớp 2 tương thích với EVM, số này sẽ còn tăng tốc hơn nữa trên mạng Thongcoin. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại.
Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.